Lúc sau. Và bây giờ trong tay Khang, đây là một cái thanh củi. Và thanh củi này sẽ giúp cho cái lò sưởi này hoạt động. Vì có rất là nhiều loại lò sưởi khác nhau. Có loại thì vận hành bằng điện, loại thì vận hành bằng củi như là bạn này, và loại thì lại vận hành bằng hơi nước. Rất tiếc là trong chuyến đi châu Âu của Khang, thì bởi vì các nước phát triển đang sử dụng những cái lò sưởi bằng điện và hơi nước là chủ yếu, do nó an toàn hơn, nên là sẽ không có những cái lò sưởi bằng củi như thế này nữa. Ở trong những cái nước rất là lạnh á, như là châu Âu Khang từng đi, thì cái lò sưởi này rất là quan trọng. Vì nếu mà thiếu được cái lò sưởi này á, thì sẽ không có một cái nguồn nhiệt, nên là sẽ làm cho người mình rất là lạnh luôn á. Khang đã từng có cái trải nghiệm đó rồi, nên là Khang cũng rất là cảm ơn cái lò sưởi này. Bây giờ thì Khang thấy là lửa luôn rất là sắp tắt rồi đó, nên là Khang phải bỏ cái thanh củi này vô thôi. Một lúc sau. Và mọi người biết cái này là cái gì không? Khang tiểu lúc đầu đây là cái thanh kiếm bằng sắt đó mọi người. Nhưng thật sự không, đây là một cái đồ gấp củi. Để gấp củi, bởi vì á, trong những cái lò sưởi này thì rất là nóng như Khang đã nói, nên là có thể được sử dụng cái này để tránh việc là bị bỏng, do là phải bỏ củi và thay đổi vị trí của nó để cho lửa nó có thể cháy được. Thường á, những người khỏe mạnh á, thì có thể bỏ hai tay vô hai cái khe này và di chuyển. Mà khi vì Khang không có đủ sức để làm như vậy là nó cũng tương đối khó, nên là Khang sẽ xài hai tay ra gấp như vậy. Bây giờ Khang sẽ chỉnh lại cái vị trí của thanh củi này chút xíu nha. Amazing, good job em. Lửa thực ra nó không phải là một cái gì cao siêu hết, nó chỉ nó thực sự là một cái phản ứng hóa học đặc biệt.
phản ứng này á là cái được tạo ra từ một cái mồi lửa như là một cái thanh củi nào, hoặc có thể là những cái chất mà có thể dẫn được lửa như là giấy nữa. Và xong rồi đó có thể có phải có oxy và một tia lửa. Tia lửa nó sẽ khiến cho ngọn lửa bắt đầu cháy lên. Và khi mà ngày xưa người ta tạo được cái lửa là sao, như vậy sẽ có hai thanh củi hoặc là hai viên đá, và người ta sẽ chà với nhau rất là mạnh. Điều này sẽ gây lên ma sát, và ma sát thì gây nhiệt, và từ từ nó sẽ gây khói. Lúc đó lâu lâu, và lúc đó thì nó sẽ ra lửa liền luôn. Nhưng mà lâu lâu mình phải thổi nhẹ cho nó có oxy nữa thì nó sẽ ra được. Mà cái nguyên nhân mà cái ngọn lửa này ấy, nó cần oxy, nên là đó là nguyên nhân mà khi mà còn có một cái ngọn lửa trên chảo thì mình chỉ cần nóng cái nắp chảo lại thì nó sẽ không có chuyện gì xảy ra. Và cái lý của dập lửa bằng cát cũng như vậy, vì cát nó sẽ che mất cái nguồn oxy của ngọn lửa. Và đây là kết thúc của video này rồi. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và lắng nghe. Mọi người nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh của Khang nha mọi người. À mà nếu mà mọi người chưa có xem travel vlog châu Âu của Khang thì mọi người có thể lên kênh Minh Khang Media và tìm travel vlog Khang khám phá.